Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay diễn ra ngày hôm qua 15 tháng 10 2022, Lê Thị Kim Loan và Nguyễn Hoàng Yến. Mà bạn xin trận đầu tiên, Lê Thị Kim Loan cầm đen đấu hậu gặp Trần Nguyễn Minh Hằng cầm đỏ đi tiên, trận đấu được làm dẫn mà bạn thích.将军。
Trên đây thì Trần Nguyễn Minh Hằng đã buông cờ nhận thua mà đã xâm tiếp trận thứ hai. Lê Thị Kim Loan cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Hoàng Yến cầm đen thủ hậu và bạn thưởng thức.将军。
将军。Chị đến đây thì Loan Trái đã buông cờ nhận thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích hãy đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.